Huy Hoàng Audio xin chào bác và tiếp tục là một video test hàng và gửi cho các bác khách đã đặt hàng bên em. Trong buổi ngày hôm nay thì em đang test là một con vang JBL K10S này cho bác là bác Phạm Văn Thành ở Linh Bình. Đấy, đã đặt hàng bên em con K10S này nhá. Thì đấy thì ở trên nữa là một con Mixua là của bác Hoàng Quốc Việt có địa chỉ ở Bình Dương. Riêng bác này thì đã đặt cọc bên em là 500.000. Đấy, đặt bên em 500.000 và số còn lại sẽ thanh toán khi nhận được máy nhé. Thì thứ hai anh là em cũng đang test hàng cho anh, test hàng cho các anh để gửi đi trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Đấy. Thì ở đây thì cũng muốn mong muốn là cho các bác trong kênh là tham khảo các mặt hàng. Hai con này em đang để giá rất là tốt. Đấy. Một con thì đang để là 1.480.000, con Mixua thì đang để là 1.750.000. Đấy, 1.750.000 cho hai con này. Và bây giờ em sẽ cho các bác nghe thử cái tiếng mic nhé. Tiếng mic của con Sua X23 khi kết hợp với con K10S này luôn nhá. Đây là sục đẩy CA9 này. 1, 2. Đấy, tiếng mic rất là dày và ấm. 1, 2, 3, 4, 5. Các bác có thể cảm nhận tiếng mic rất là dày và ấm. Đấy, đấy thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Cả hai sản phẩm bây giờ em vẫn đang còn hàng nhé. Trên là con Sua X23 này, dưới là một con vang JBL K10S mẫu mới nhất. Đấy, bán rất là chạy. Còn đây là cục đẩy CA9 này. Cục đẩy CA9, đẩy 32 sò này. Đẩy được 2 đôi bát 30, tối đa là 2 đôi bát 30. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Tất cả các mặt hàng bên em đều được kiểm tra, test hàng cẩn thận và đóng hàng rất là cẩn thận trước khi gửi hàng cho các bác. Các bác yên tâm mà đặt hàng bên em. Đấy. Các mặt hàng như là cục đẩy hoặc là cục súp thì bên em sẽ nhờ các bác là sẽ cọc giúp em là tầm 1-200.000. Đấy, do tiền vận chuyển em rất là lớn khi vận chuyển những cái mặt hàng nặng như thế, có những cục vang hoặc là mic. Đấy thì chủ yếu là lòng tin với các bác thôi. Bên em thì không bắt các bác cọc hay gì cả. Đấy, thì các bác cứ kiểm tra hàng, đúng hàng thì các bác thanh toán cho em, nhận hàng. Đấy. Đấy, và em cũng xin thông báo là bây giờ là cho hai bác ấy là em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho các bác nhé. Là các bác yên tâm. Thì các bác đều là khu miền trong nên em sẽ test cẩn thận, gửi hàng cho bác, đỡ là trong cái quá trình là xuất hiện cái việc là hỏng hóc rồi phải bảo hành rất là mệt cho các bác. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.